Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại có một đồ chơi mới nha. Các bạn hãy xem đây. Đây là hai con búp bê. Một búp bê nam này, một búp bê em bé trai này, và một búp bê em bé gái này. Và bây giờ chúng ta cùng bóc ra chơi nha. Mắt đèn láy nè, cái mũi nè, cái miệng nè, hai má phính nè, thật tuyệt vời. Búp bê có cái váy đẹp lắm đấy nha, là tuyệt vời. Nào, búp bê ở đây nha. Và đây, đây là một búp bê nữa. Đây là một em bé nam nè. Chà chà, đôi mắt đèn máy nè, khuôn mặt bánh ngụ nghĩnh làm sao nè, bé mặt chiếc ốc cọc nè, và chiếc quần cọc nè, em bé đi giày nè. Thật là tuyệt vời. Bé đấy. Đang tập đi đấy. Bạn thấy em bé đang tập đi không? Thôi, hai em bé tập đi đã mỏi chân rồi, bây giờ thì nằm xuống đây để nghỉ nha. Mai lại tập đi tiếp.